Hi everyone, chào anh chị em. Welcome back to my channel. Quang ngân anh chị em trở lại với kênh của Mỹ Hàng Canada. Today we're gonna take a tour around this historic landmark in Nha Trang City. It used to be Chum's People Temple then, but in the 17th century, the Viet people took over until now. It's one popular tourist attraction. Hôm nay mình sẽ đi khám phá tháp Bà Ponaga ha. Cũng có một tên khác gọi là Thiên Y Thánh Mẫu. Anh chị em nào mà chưa từng tới đi qua cái gì, nhưng sau khi coi cái video này chắc chắn sẽ thích tới. If you haven't been here before, but after you watch this video, you would want to visit this place too. It's really nice. Mười ngàn một vé, trời ơi. Cái gì? Tại vì cái lúc đấy chị nhìn đi đâu không à? Nhìn đâu có nhìn thấy đâu. Mẹ
300 tuổi nhỉ. Phải lên chứ. Đây đứng đây chủ của hết rồi, trên trên làm gì có gì đây.
Thầy ơi, thầy ơi, thầy bỏ lại luôn. Thầy ơi, gọi lại cho mừng diễn viên để nó có tiếp ăn cho đoàn. Không đi đây này. Before there's no gate admission or any gate at all. The local came in all the time. Since they charge 10,000 rimis dong, it works out to about 55 cents Canadian. I don't think the locals show up anymore, because why pay for something when it's supposed to be free? So now pretty much just tourists. Alright, I'm gonna wrap up my video right here. I hope you guys enjoy this tour. Like, please share, and make sure to smash that subscribe button to get a notification on my upcoming video. Sao anh chị em có thích chuyến đi này không? Thích, chia sẻ nhiều và đừng quên đăng ký kênh của Mỹ Hàng Canada để ủng hộ mình. For now, bye everyone, and thanks you all for watching. Cảm ơn anh chị em đã xem kênh của mình. Hẹn anh chị em lại video kế tới ha.